Xin chào mọi người nhá Mọi người ơi hôm nay mình sẽ quay giới thiệu cho các bạn Bộ giường nhận thứ handmade Toro xám mít trắng bên mình cho các bạn xem nhá Đây là dáng đầu bông thân mút cao su dày 5cm mọi người ạ à. Đây Kiểu dáng rất chi là ok nhá mọi người nhá Kích thước của nó là ngang một m một này Dài 1m6 này Có thể một người lớn nhá Và một trẻ con nằm nhá Người lớn như mình này một trẻ con nằm ngăn chặn bên cạnh cũng rất chỉ là ok nhá thoải mái nhá mọi người nhá các bạn có thể để phòng khách này phòng ngủ này hoặc là các bạn để đâu vị trí mà các bạn muốn nằm nghỉ ngơi ý, thư giãn cũng rất chỉ là ok nhá cái này nó nhỏ gọn tiện mang đi và đặc biệt là khi bẩn ý, thì các bạn có thể tháo ra giặt được nhé từng họa tiết này bên mình đều có thể thiết kế khóa này các bạn có thể tháo ra giặt được nhá mọi người đây mình sẽ quay chi tiết phần đầu cho các bạn xem này từng họa tiết ở bên mình cắt máy rất chi là tỉ mỉ nhé cảm giác hình thú sinh động và đẹp nhé mọi người nhé mình quay như thế nào thì các bạn sẽ nhận hàng y như vậy thôi mọi người ạ à. các bạn có thể mua lẻ từ sản phẩm hoặc các bạn có thể mua combo ba món như mình đang quay riêng cái nệm này thì là mẫu mèo nên sẽ được tặng kèm cái đuôi màu xám như thế này nhé mọi người nhé Hàng này thì mình có sẵn tầm hơn 50 mẫu cho các bạn lựa chọn cơ Thì tùy vào nhu cầu của các bạn thì các bạn có thể chọn màu sắc và mẫu mã cho hợp lý nhé Thôi mình quay qua một đoạn vậy thôi Mình cảm ơn các bạn nhé Mình chào các bạn